Hello, xin chào cả nhà nha. Thì bữa nay em sẽ nấu sữa bắp nha cả nhà. Thì ở đây em có một chục trái nha. Bây giờ mình bắp này là em đã lột vỏ xong rồi nè. Còn cái phần vỏ vỏ bên trong nha, với cái gâu này mình để lột riêng nha, mình để lại lát mình rửa sạch mình đem đi nấu nha, để cái nước cho nó ngọt với lại nó thơm cái mùi bắp á. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu mình gọt cái phần bắp này ra. Mình dùng cái dao mình gọt nha, có dao bào thì mình bào cũng được. Về cái phần nguyên liệu thì một lát nữa mình làm tới đâu mình nói tới đó luôn nha cả nhà. Mình gọt cho nó hết phần bắp luôn nha, cho nó sát rồi luôn, là nó hết cái phần bắp mình luôn nè. Mình tận dụng cho nó có được bắp nhiều á. Bắp này 10 trái mà mình cân nãy nó lột cái vỏ rồi đó là còn được 3,5 kg nha. Cái cùi này để lát nữa mình nấu lại, mình nấu nước nha cả nhà. Đây là cái phần bắp mình gọt xong rồi nè cả nhà. Còn cái phần cùi này để lát mình đi nấu nha. Mình gọt xong hết trơn rồi nè. Rồi cái phần vỏ này là mình đi rửa nha. Bây giờ mình đi rửa sạch mình đi nấu. Còn bây giờ là mình bỏ nước vô đây mình nấu nha. Cái này mình rửa sạch rồi nè. Thì với 10 trái bắp này mình sẽ nấu với là 7 lít nước nha cả nhà. Nè, cái cùi mình cũng để ở dưới luôn rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi nấu ha. Cái phần này mình nấu khoảng 40 phút nha cả nhà. Mình nấu lâu thì cái nước ngọt nó ra nhiều hơn á. Cái phần này nãy giờ mình nấu cũng đã được 40 phút rồi nè. Bây giờ mình sẽ vớt ra nha cả nhà. Nó rất là thơm luôn á cả nhà ơi. Đây mình vớt ra xong rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần bắp này vô đây mình nấu nha. Rồi bây giờ mình sẽ nấu khoảng 5 phút thôi nha cả nhà, nó sôi lên khoảng 5 phút là được nha. Đừng có nấu lâu nha cả nhà ơi. Mình cho cái hột bắp này nó trong lại cái là được rồi. Rồi thì bây giờ mình đã nấu được 5 phút rồi nè cả nhà. Mình để cho nó nguội thì mình hãy đi xay nha. Bây giờ thì mình sẽ cho bắp đi ra cái máy này mình xay nha cả nhà. Hello. Thank you.
Bắp này bây giờ mình đã xay xong rồi nè cả nhà, rất là mịn luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ lược nha. Mình cho qua cái giải lược mà mình lược. Thì 10 trái bắp thì mình sẽ dùng là 4 bịch sữa tươi, nửa ký đường và một hộp sữa đặc nha cả nhà. Cái men nguyên liệu như vậy là rất là ngon luôn đó. Trong cái quá trình nấu này thì mình lúc nào mình cũng quậy đều tay nha cả nhà, đừng có bỏ nha. Đừng có bỏ đi để hơi nó lắng lại cái sữa dưới cái đáy son đó thì nó sẽ bị khét nha. Mình chịu khó là mình đứng mình quậy đi xuyên suốt luôn. Thì với cái nguyên liệu này thì mình nấu vậy nó cũng rất là đơn giản. Mình uống nè, chứ mình uống nhà chứ mình bán thì nếu mà 10 trái bắp thì nấu ra được 25 chai thì chắc mình không có lời đâu. Và đây là thành phẩm của mình nè cả nhà. Thì mình nấu 10 trái bắp thì được là 25 chai sữa nha. Rất là đậm đặc luôn á. Rất là ngon luôn. Thì cảm ơn các bạn đã dành ít thời gian để xem video nha. Thì video mình cũng đến đây xin kết thúc nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.